Đăng ảnh chia tay gạo nếp gạo tẻ, Lê Phương tiết lộ cái kết khác hoàn toàn cho Hương và Tường. Không chỉ cho biết mình và Thanh Thức là hai diễn viên đóng cảnh cuối cùng trước khi đoàn phim Gạo Nếp Gạo Tẻ đóng máy, mà Lê Phương còn vô tình tiết lộ cái kết ngọt ngào cho cặp đôi Hương Tường. Gạo Nếp Gạo Tẻ đã chính thức bước vào những tập cuối cùng với diễn biến nhiều đảo lộn, nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Mới đây nhất, chị cả Hương Lê Phương của nhà gạo đã có những chia sẻ đầy cảm xúc và tiết lộ khá nhiều điều về cái kết của bộ phim. Lê Phương đăng bài viết tiết lộ cái kết cho cặp đôi Hương Tường. Lê Phương và Thanh Thức là hai diễn viên đóng cảnh cuối của Gạo Nếp Gạo Tẻ. 3 năm, sáng nay thức dậy, lâu rồi mới cảm nhận sự thảnh thơi, không áp lực, không vội vã. Được sống cùng nàng Hương, không phủ nhận đó là may mắn tổ nghiệp ban cho, mà còn là đặc ân khi được vẽ cho riêng mình một bức tranh cuộc đời đầy màu sắc. Phần 1, phần 2, phần cuối, bao giờ cũng là người ớp vai cuối cùng. Từ hôm nay sẽ nhẹ tên, không còn canh cánh suy nghĩ về số phận của nàng. Không còn mỗi đêm trăn trở cùng nàng đối diện với nỗi đau thế nào, chấp nhận bất hạnh ra sao, bỗng nhiên lại chơi vơi, nhớ phim trường, nhớ mọi người nhiều quá. Gạo đã có đêm chia tay bình yên như thế, không ồn ào phô trương nhưng ấm áp chân thành. Tạm biệt sẽ nhớ nhiều lắm, đừng xóa ký ức này, đừng xóa đi hết những ngày mưa nắng, đưa đón nói cười. Thanh Thức vào Quốc Trường bình luận bên dưới bài viết của Lê Phương. Như vậy, khác với những đồn đoán về cuộc chia ly đầy nước mắt ở biển trước đó, theo những gì Lê Phương chia sẻ thì Hương và Tường sẽ kết thúc cảnh cuối của bộ phim với một bức tranh ngọt ngào. Cả hai cùng nhau tận hưởng giây phút bình yên và hạnh phúc trong căn biệt thự ở Vũng Tàu. Như Lê Phương đã nói, Gạo đã có đêm chia tay bình yên như thế, không phô trương nhưng ấm áp và chân thành. Những giây phút ngọt ngào của cặp đôi ở cuối phim. Một điểm đáng chú ý khác đó chính là sự xuất hiện liên tục của ông xã Trung Kiên bên Lê Phương trong nhiều cảnh hậu trường phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Nhiều dân mạng hài hước đùa rằng có lẽ anh chàng đang ghen với những cảnh tình tứ giữa chị Hương và giám đốc Tường nên mới kè kè vợ như vậy. Đặc biệt trong đoạn kết của bài viết, Lê Phương cũng không quên trích một đoạn lời bài hát nhạc phim do ông xã Trung Kiên thể hiện. Đừng xóa ký ức này, đừng xóa đi hết những ngày mưa nắng đưa đón nói cười. Dù không thể hiện ra mặt nhưng cặp vợ chồng này khá tinh tế dễ thương. Trung Kiên luôn bên cạnh bà xã Lê Phương, cặp đôi còn tranh thủ selfie riêng. Khán giả mong đợi tập cuối của bộ phim này. Sau tất cả, bạn muốn cái kết nào dành cho cặp đôi Hương Tường trong Gạo Nếp Gạo Tẻ? Hãy cùng chờ đón xem những tập tiếp theo của bộ phim nhé! Điều bất thường của Nhã Phương sau khi cưới Trường Giang. Suốt thời gian qua, Nhã Phương dường như không xuất hiện trong bất cứ sự kiện làng giải trí nào. Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ một số hình ảnh của Nhã Phương, nữ diễn viên nổi tiếng có những khoảnh khắc vui vẻ tự nhiên bên chú cún cưng. Nhiều người dành lời khen ngợi cho thần thái rất tốt của ngọc nữ làng giải trí. Thế nhưng, không ít người cũng tinh ý nhận ra gương mặt có phần tròn hơn, cánh mũi to hơn của Nhã Phương. Đây là dấu hiệu thường gặp ở những người đang mang bầu, càng khiến cho chuyện Nhã Phương có tin vui thêm chắc chắn. Thời gian qua, Nhã Phương dành thời gian bên Mỹ, Trường Giang cũng thường xuyên khoe những hình ảnh của vợ kèm theo những lời mật ngọt, những lời yêu thương khiến công chúng không khỏi suýt xoa ngưỡng mộ. Chuyện Nhã Phương mang bầu dường như không còn là tin đồn vô căn cứ, khi công chúng liên tiếp phát hiện những chứng cứ khó có thể phủ nhận, từ sự thay đổi vẻ ngoài, vòng hai cho tới cả cách lựa chọn của Nhã Phương. Suốt thời gian qua, Nhã Phương dường như không xuất hiện trong bất cứ sự kiện làng giải trí nào. Điều này vô cùng lạ so với trước đám cưới, cô tức bực đóng phim, chụp hình và đi sự kiện. Cô bỏ hết showbiz để cho thời gian nghỉ ngơi. Dường như người đẹp lựa chọn cách tạm rời khỏi showbiz để có thời gian yên tĩnh, thoải mái cho việc mang bầu của mình. Tất cả là vì con, thiên hạ đồn như vậy, bởi lẽ Nhã Phương từng chia sẻ với cô quan trọng nhất là công việc. Thì chỉ có việc làm mẹ mới khiến cô gác mọi việc để nghỉ ngơi như vậy. Sau ồn ào với Trường Giang và Nam Em, Nhã Phương từng cho biết giữa bão tin đồn, tôi nghĩ ở mọi thời điểm chuyện tình cảm đều rất quan trọng, nhất là với những người giàu cảm xúc như tôi. Đôi lúc tình cảm còn quan trọng hơn công việc. Tuy nhiên hiện giờ tôi muốn dồn sức cho sự nghiệp, tôi đang có nhiều kế hoạch mới cần hoàn thành. Tất nhiên đó cũng là dự đoán của Trường Giang và Nhã Phương, trong khi vẫn im lặng. Khoe phòng ngủ bạn trai bị lộ bí mật phòng the, Hòa Minh Di lầy lội giải thích, fan cười không ngậm được mồm. Lời biện hộ của Hòa Minh Di chỉ càng khiến cho khán giả dễ liên tưởng đến điều đen tối. Vừa qua, bạn trai đại gia của Hòa Minh Di đã khiến khán giả được dịp xôn xao khi bất ngờ khoe ảnh nhà mới tậu để chuẩn bị cưới vợ. Bên cạnh đó, đi kèm loạt ảnh căn biệt thự chục tỷ là dòng status đầy ẩn ý của bạn trai nữ ca sĩ. Cái gì đến cũng sẽ đến, đăng vài tấm của điều sẽ đến trong năm nay. Điều này càng khiến người hâm mộ nghi ngờ Hòa Minh Di và bạn trai sẽ sớm về chung một nhà.
Bạn trai Hòa Minzy hào hứng khoe loạt ảnh trong căn biệt thự chuẩn bị tậu để cưới vợ. Tuy nhiên, trong bức ảnh phòng ngủ của anh chàng, cư dân mạng bất ngờ phát hiện ra chiếc ghế dùng để yêu của đôi tình nhân. Chiếc ghế này được bạn trai đại gia của Hòa Minzy để ngay cạnh giường nên khiến mọi người không hề không chú ý đến. Hòa Minzy liên tục bị fan réo tên khi bạn trai bị lộ bí mật phòng the, nên cô nàng đành phải lầy lộ giải thích khiến fan cười không ngậm được mồm. Nữ ca sĩ biện minh cho bạn trai: "Ôi, em có biết gì đâu, hãy xây nhà hãy hỏi em. Hồi nhỏ vợ có được chơi cầu tuột bao giờ chưa? Em bảo nhà nghèo làm gì có mà chơi, hãy bảo. Thế để chồng mua về cho mai sau vợ chơi. Thế em nghĩ ôi hạnh phúc ghê, có người chồng thương mình quá, rồi em bảo. Vâng, thế vợ cảm ơn, vậy mua về đi, vợ chồng mình cùng chơi, em có biết gì đâu." Nghe xong lời giải thích của Hòa Minzy, bạn trai khóc không ra nước mắt, chỉ biết cảm thán: "Má, có cô vợ đúng lầy, chồng thu vợ rồi đó." Bạn bè của cặp đôi trêu chọc khi phát hiện ra chiếc ghế tình yêu trong phòng ngủ. Cuộc đối đáp giữa Hòa Minzy với bạn trai càng khiến khán giả tin rằng nữ ca sĩ sắp sửa lên xe hoa. Cả hai khiến nhiều người ghen tị bởi những màn đối thoại cũng như hình ảnh đầy tình tứ ngọt ngào trên mạng xã hội. Bạn trai Hòa Minzy là chàng thiếu gia giàu có nức tiếng tại miền Tây, nổi tiếng là yêu thương và chiều chuộng bạn gái. Hơn gạo nếp gạo tẻ bật khóc mắng Trường Giang, anh là người đàn ông ích kỷ và nhu nhược. Dường như ông xã của Nhã Phương cũng hoảng hốt nín lặng khi thấy sự phản ứng quá mạnh từ phía đối phương. Thời gian qua, cái tên Thúy Ngân xuất hiện ở khá nhiều các diễn đàn. Bởi lẽ cô bỗng chốc nổi tiếng nhờ vai diễn Hân, một cô vợ ích kỷ, suốt ngày chỉ nghĩ đến bản thân mình và tiền. Rất nhiều khán giả đã ghét nhân vật này và trình độ diễn xuất của nữ diễn viên cũng để lại nhiều ấn tượng mạnh cho người xem. Mới đây nhất, cô nàng còn xuất hiện trong chương trình Bản Nụ Cười Xuân và tham gia cùng khá nhiều nghệ sĩ như Trường Giang, Tiến Luật, Lâm Vĩ Dạ, Harry Won, Ninh Dương, Lan Ngọc. Ngoài các phần chơi lầy lội hài hước mang lại tiếng cười cho khán giả, thì nữ diễn viên cũng gửi đến người xem một tiểu phẩm đặc sắc diễn chung với ông xã Nhã Phương. Theo đó, cả hai vào vai vợ chồng và Trường Giang đang muốn kết thúc hôn nhân với Thúy Ngân. Trước lời đề nghị ly hôn từ phía đối phương, phản ứng của nữ diễn viên khiến người xem ngỡ ngàng. Ngay trên sân khấu, cô đã vung tay đập vỡ hết các đồ vật từ bình hoa, ly rượu. Cô phản ứng rất mạnh, còn mười khó lại ngồi im, nín lặng và chịu trận. Chẳng những thế, cô còn bật khóc và mắng: "Người ta thất bại, người ta làm lại. Người ta thất bại, người ta đứng lên. Người ta cố gắng chứ không phải như anh. Anh thất bại xong anh ngồi xuống. Anh là người đàn ông ích kỷ và nhu nhược. Anh chỉ nghĩ đến cảm xúc của anh thôi. Có khi nào anh nghĩ đến cảm xúc của tôi không?" Khi nữ diễn viên đang gào thét thì Trường Giang vẫn tiếp tục giữ im lặng và không có bất cứ lời giải thích nào. Đây chỉ là một tiết mục nhưng diễn xuất của Thúy Ngân đã làm mọi người thêm ấn tượng. Cô luôn biết cách đẩy cao trào trong mọi tình huống, mang lại những chi tiết đắt giá nhất. Sông Đức phủ sóng mạng xã hội sau trận Việt Nam thắng Philippines. Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trong trận bán kết lượt đi trước tuyển Philippines với hai pha lập công xuất sắc của Anh Đức và Phan Văn Đức. Màn tạo dáng quảng cáo điện thoại lộ liễu của Văn Đức trong phần phỏng vấn sau trận đấu khiến dân mạng được fan cười bò. Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Việt Nam Philippines đã kết thúc vào tối 2 tháng 12 hôm qua với tỷ số 2-1. Chiến thắng quý giá trên sân khách của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khiến người hâm mộ Việt Nam vô cùng hạnh phúc. Ở phút thứ 11 của trận đấu, Anh Đức ghi bàn mở tỷ số, đem về lợi thế dẫn bàn cho đội tuyển Việt Nam. Từ đường chuyền xa chuẩn xác của Đoàn Văn Hậu, Anh Đức đã đánh đầu đẹp mắt đưa bóng vào lưới đội chủ nhà. Đây là bàn thắng thứ 3 của Anh Đức tại AFF Cup 2018. Với màn thể hiện xuất sắc và những bàn thắng đẹp mắt, cầu thủ 33 tuổi là nỗi lo sợ của các đối thủ của tuyển Việt Nam trong mùa giải năm nay. Hai pha lập công quý giá của Anh Đức và Văn Đức khiến cộng đồng mạng Việt Nam rất hài lòng. Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với những gì các cầu thủ đã thể hiện trên sân, đem về lợi thế cho thầy trò ông Park trong trận đấu bán kết về trên sân nhà. Dù không thể tiếp tục giữ sạch lưới nhà, thủ môn Văn Lâm cũng có một trận đấu tốt. Ngoài tình huống để đội tuyển Philippines sang bằng tỷ số cuối hiệp 1, bộ ba trung vệ Duy Mạnh, Đình Trọng, Quế Ngọc Hải đã thi đấu rất nỗ lực và tập trung. Với lợi thế và hình thể khi có hàng loạt cầu thủ sinh ra ở châu Âu, đội tuyển Philippines chơi ép sát, tranh chấp bóng quyết liệt và không ngại va chạm. Không ít lần các cầu thủ Quang Hải, Anh Đức phải nằm sân sau những pha bóng nguy hiểm của đối thủ. Nhiều thẻ vàng đã được rút ra, nhưng trọng tài chính được cho là tương đối nhẹ tay với đội chủ nhà Philippines khi bỏ qua nhiều pha phạm lỗi của các cầu thủ đội chủ nhà.
Hình ảnh Song Đức đang ngập tràn mạng xã hội ngay sau khi trọng tài chính nổi còi kết thúc trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2018. Các tay chế ảnh tha hồ trổ tài khi đưa ra những lý do khiến đội chủ nhà chơi thất bại trên sân nhà. Không chỉ Song Đức, nhiều cầu thủ của tuyển Việt Nam cũng chơi rất tốt ở trận đấu kịch tính này. Cư dân mạng hy vọng những hình ảnh này sẽ lặp lại ở sân Mỹ Đình trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018. Văn Đức sau kim thủ môn Philippines ghi bàn 2-1, Phan Văn Đức có tình huống dứt điểm thông minh sau bàn kiến tạo của Trọng Hoàng để nâng tỷ số lên 2-1 cho Việt Nam trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 gặp Philippines hôm qua. Ốc Thanh Vân hé lộ sự thật ít ai ngờ về tình cũ Trường Giang trên sóng truyền hình. Sự thật về con người Trường Giang khi lên sân khấu ít ai biết. Mới đây Ốc Thanh Vân chia sẻ trong Người ấy là ai khiến nhiều người bất ngờ. Tập 5 Người ấy là ai lên sóng đã đưa khán giả đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong tập này, nữ chính Hằng Nga cùng ban cố vấn đã phải đau đầu lựa chọn giữa năm chàng trai mà ai cũng tràn đầy nam tính. Ở màn loại người thứ hai, Hằng Nga đã quyết định loại Bá Linh, một chàng trai làm quản lý tại một thẩm mỹ viện, có ngoại hình bảnh bao và thừa nhận là người thích dành thời gian chăm chút vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, ngay từ những phần đầu tiên bàn luận về các chàng trai, sự xuất hiện chàng trai thứ hai là người làm trong ngành kinh doanh spa. Thế nhưng, các ban cố vấn tham dự, họ đã bàn luận khá nhiều về Hoa hậu Hương Giang. Khi phân vân không biết chàng trai này thuộc tiếp người gì, nhưng ngay sau đó cô lại căn cứ anh chàng mặc áo vest màu tím oải hương nên thuộc giới tính thứ ba. Trong khi đó Ốc Thanh Vân hài hước, cô lại bàn luận phân tích, thông thường phụ nữ không thích đàn ông mặc vest hồng. Và cũng có vẻ đàn ông mặc vest hồng cũng không thích phụ nữ đâu. Trấn Thành ngay sau đó đáp lại, anh Xuân Bắc cũng thích màu hồng lắm đấy, hồng nguyên cây. Để bảo vệ ý kiến riêng của mình, Ốc Thanh Vân nói, anh Xuân Bắc thích màu hồng, nhưng anh Xuân Bắc không quá quan trọng vẻ bề ngoài như vậy. Đơn giản anh chỉ thích màu sắc trên sân khấu thôi. Thế nhưng chưa hết, cô còn nhắc về tình cũ Trường Giang, cô dành lời khen đến nam danh hài. Trường Giang cũng thích màu hồng, nhưng không muốn dậm phấn quá nhiều khi lên sân khấu. Đúng là Trường Giang rất thích màu hồng như những gì Ốc Thanh Vân kể. Mối quan hệ giờ đây của Trường Giang và Ốc Thanh Vân vô cùng tốt đẹp. Trong đám cưới nam danh hài, chính cô là người đảm nhận vai trò MC, cũng chính là người anh từng yêu 17 năm trước. MC Ốc Thanh Vân cũng từng tiết lộ trong chương trình Bước nhảy ngàn cân năm 2015. Lúc còn học ở trường sân khấu điện ảnh, tôi thường ở lại sau cùng để tập thoại. Trường Giang lén đứng xem và chờ tôi ra về, nhưng lúc đó tôi đâu có hay. 10 năm sau khi cả hai làm việc cùng một show truyền hình, Trường Giang mới tiết lộ, nhưng lúc đấy đã muộn rồi. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Ốc Thanh Vân đang là một diễn viên MC được đông đảo khán giả yêu mến. Kể cả khi lập gia đình và là bà mẹ ba con, sức nóng tên tuổi của nữ nghệ sĩ sinh năm 1984 vẫn không hề giảm sút.